Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đã 57 năm kể từ ngày anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi bị địch sử bắn ở Khám Chí Hòa. Nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng khí phách của người anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Văn Chỗi vẫn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là lý tưởng cao đẹp cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Tuy nhiên, xoay quanh cuộc đời vị anh hùng dân tộc này còn nhiều ẩn khúc, đặc biệt là những bí mật chưa được làm sáng tỏ về hài cốt và mộ phần của anh. Tại pháp trường, anh Chỗi đã bị địch bắn không chỉ một phát đạn. Đến tận khi hy sinh, anh vẫn phải chôn xuống đào lên nhiều lần, phải che giấu, ngụy trang để tránh sự dòm ngó của kẻ thù, cho nên chính gia đình cũng phải rất vất vả tìm kiếm mộ của anh. Rốt cuộc, những chuyện kỳ lạ xoay quanh mộ phần của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi là gì? Còn những bí mật chấn động nào chưa được tiết lộ trong quá trình tìm kiếm và che giấu mộ của anh? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh. Các anh không một phút đắn đo khi lấy máu xương của mình đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất biên cương mà ông cha ta đã dày công gây dựng, bồi đắp và giữ gìn qua mấy nghìn năm lịch sử. Nguyễn Văn Chỗi là một trong số những tấm gương tiêu biểu như thế. Anh Nguyễn Văn Chỗi bị Mỹ ngụy sử bắn ngày 15 tháng 10 năm 1964. Trước khi bị xử tử, anh đã hô lớn: "Hãy nhớ lấy lời tôi, đà đảo đế quốc Mỹ, đà đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm." Sau khi bị hành quyết vội vã, vợ anh Chỗi là chị Phan Thị Quyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không biết anh được bọn chúng chôn ở đâu. Cho đến khi thông tin nơi chôn cất anh được hé lộ thì ở đó lại có 3 phần mộ giống nhau y hệt. Khi làm thủ tục chuyển hài cốt của anh, viên quản lý nghĩa trang đô thành sinh nghi, ai cho chuyển mộ Việt Cộng, phải nói là trùng tên và chỉ ít tiền mới xong. Khi về nghĩa trang Văn Giáp, thấy bia đề Nguyễn Văn Chỗi, 26 tuổi, mất ngày 15 tháng 10 năm 1964, thì tên cảnh sát khu vực cũng sinh nghi, cũng phải dở bài trùng và chi mới xong. Rốt cuộc, hành trình tìm kiếm và bảo vệ mộ như thế nào? Còn những bí mật động trời nào chưa được tiết lộ về phần mộ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi? Trước khi đi giải mã bí ẩn mộ phần của anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, chúng ta hãy cùng nhìn lại những trang sử vẻ vang hào hùng không thể quên về người cộng sản kiên trung bất khuất này. Anh Nguyễn Văn Chỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau Hiệp định Geneva, anh vào Sài Gòn, lúc đầu đạp xe xích lô, sau theo học nghề điện. Năm 1963, anh hoạt động trong đại đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn, đội 65. Bước vào đời hoạt động cách mạng, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có lần, anh đã ném lựu đạn làm chết và bị thương một số tên địch. Năm 1946, anh ra cứ học cách đánh biệt động và gặp các anh Ba Sơn, Tư Kiếm, Nguyễn Hữu Lời, được chỉ thị ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara. Ngày 2 tháng 5 năm 1964, đội nhận nhiệm vụ sớm hơn 2 tuần so với dự kiến. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù quân xâm lược sâu sắc, nên mặc dù mới cưới vợ được hơn 10 ngày, Nguyễn Văn Chỗi vẫn xung phong cùng đồng đội tiến hành cai mìn ở cầu Công Lý, nơi dự đoán là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark McNamara đã cùng phái đoàn Mỹ từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố Sài Gòn sẽ đi qua. Tuy nhiên, 10 giờ tối ngày 9 tháng 5 năm 1964, khi Nguyễn Văn Chỗi cùng đồng đội mới đặt được quả mìn nặng 8kg ở cạnh cầu Công Lý, đang chuẩn bị nốt một số công việc còn lại, thì không may việc bị bại lộ, anh bị địch bắt. Những tháng ngày liên tiếp và bao cực hình dã man, để đảm bảo an toàn hoạt động và tính mạng cho đồng đội, anh nhận hết trách nhiệm về mình và bị tuyên án tử hình. Anh Nguyễn Văn Chỗi bị đưa ra xử bắn một cách vội vã ngay trong sân nhà lao Chí Hòa trước sự chứng kiến của nhiều nhà báo quốc tế. Đó là trưa 15 tháng 10 năm 1964. Mặc dù trước đó, phía đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã thỏa thuận trả tự do cho anh khi du kích quân Caracas, Venezuela thả viên trung tá không quân Mỹ Michael Smolens, nhưng chúng đã lật lọng. Trước pháp trường, anh Chỗi không cần biệt mắt mà hiên ngang nhìn thẳng quân thù hô khẩu hiệu chống Mỹ: "Hãy nhớ lấy lời tôi, đà đảo đế quốc Mỹ, đà đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm." Ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm vì anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Vì Tổ quốc, vì nhân dân,
liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Chỗi là một tấm gương hy sinh cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước, nhất là cho các cháu thanh niên học tập. Sau cuộc hành quyết vội vàng ấy, gia đình anh đã vội vã đi tìm nơi chôn cất của anh. Vợ anh Chỗi là chị Phan Thị Quyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không biết anh được chôn ở đâu. Cho đến khi thông tin nơi anh chôn cất được hé lộ thì ở đó lại có 3 phần mộ giống y hệt nhau. Rốt cuộc thực hư nơi chôn cất thi hài anh Nguyễn Văn Chỗi ở đâu và nó có được bảo vệ tốt trước sự dò xét, theo dõi sát sao của bọn mật vụ hay không? Liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi yêu chị Quyên hơn 1 năm thì cưới. Cưới được 19 ngày thì anh bị bắt. Và hành trình gia đình đi tìm nơi chôn cất anh Chỗi khi ấy cũng khiến nhiều người phải cảm phục. Chị chỉ biết anh có tình cảm với cách mạng vì nhiều khi anh đọc sách báo, thấy Việt Cộng chiến thắng lớn, ví dụ như trận đánh tàu lửa ở Sài Gòn, anh Chỗi khen. Hôm anh Chỗi bị xử bắn thì đúng ngày chị nhận được giấy thăm nuôi. Nhưng khi vào khám Chí Hòa thì quân cảnh không cho gặp. Họ bảo buổi chiều chị Quyên quay lại nên chị ra về. Khi chị về thì thấy một tiểu đội quân cảnh mang súng carbine. Đi một đoạn thì thấy có một xe nhà binh chở một cái hòm vào. Ra đến giữa cổng, chị thấy nhà báo phóng viên rất đông. Ra chỗ giữ xe mới biết, bên trong chúng đang thi hành án tử anh Chỗi trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Chị Quyên cảm thấy trời đất tối sầm trước mặt. Lấy hết sức lực, chị chạy về nhà báo tin cho cụ thân sinh anh Chỗi mới từ quê vào. Hai cha con thuê xích lô máy xuống tòa án quân sự đóng ở bến Bạch Đằng. Một lính gác cho biết, vụ này họ không liên quan và chỉ chỗ đến tòa án vùng 3 chiến thuật. Tuy nhiên, tên lính ngụy này không dám cho địa chỉ. Vì quá sốt ruột, chị Quyên gào. Cùng tòa án với nhau mà các ông nói không biết là quá vô lý. Sau đó, người lái xích lô nhiệt tình chỉ cho hai người trụ sở lớn của địch trên đường Lê Văn Duyệt. Đến nơi gần 12 giờ trưa, hỏi thăm thì một lính gác cắc cớ hỏi. Bà có biết chữ không? Nếu biết thì hãy nhìn lên bảng có dòng chữ đây là trại lính Lê Văn Duyệt. Chị Quyên nhanh trí bịa ra lý do, tôi đến tòa án quân sự, họ chỉ xác chồng tôi ở trong này. Lính gác yêu cầu xem thẻ căn cước rồi chỉ vào trong. Tuy nhiên tên khác cho biết đã hết giờ làm việc, 2 giờ chiều quay lại. Chị Quyên nói với cha chồng, còn sẽ ngồi đợi đây, đến khi nào tìm thấy xác anh Chỗi mới về. Hai cha con ngồi đợi trong lúc bụng đói cồn cào. Khi thấy người đi vào, chị Quyên lại chạy hỏi thăm tình hình xác của anh Chỗi. Người này nói nơi đây chỉ tuyên án, không biết chôn ở đâu. Theo chị Quyên tiết lộ, ngày anh Chỗi ra pháp trường, anh vẫn không biết quân cảnh đưa anh đi xử tử bởi bạn của bà có chồng bị giam kế bên phòng anh Chỗi sau này có kể lại câu chuyện. Hôm anh Chỗi bị đưa đi xử bắn, anh có nhắn là chuyển đi chỗ khác. Anh Chỗi nhờ anh này nhắn lại cho vợ biết và nói đi đến đâu thì anh sẽ viết thư về. Khi chúng đưa anh đi xử, anh hoàn toàn không biết. Sau khi anh Chỗi bị xử bắn, tôi đã đi tìm nhưng không biết anh được chôn ở đâu. Sau tôi đọc được một tờ báo đăng tỉ mỉ lúc anh ra pháp trường ra sao, lúc anh hồ thế nào. Thì ra lúc đó, chúng vội vã đưa thi hài anh về nghĩa trang lính Cộng Hòa ở Gò Vấp lúc 1 giờ chiều. Nhưng Nguyễn Văn Chỗi là Việt Cộng, vậy là 5 giờ chiều lại bí mật đưa anh về nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó vừa tròn 6 tháng kể từ ngày anh và chị Phan Thị Quyên làm lễ cưới. Chị đi tìm thì gặp 3 ngôi mộ còn mới trong nghĩa trang Đô Thành. Nhưng do 3 ngôi mộ đều giống nhau nên không biết ngôi nào là chính xác. Theo phong tục, phải mở cửa mã sau 3 ngày, nên ngày thứ tư, 17 tháng 10 năm 1964, chị vô lại thì hai mộ bên cạnh có người cắm bia. Mộ không có bia chính là của anh Chỗi. Phần mộ anh Chỗi được trên khu đất buộc phải di rời trong 3 năm, nếu không sẽ bị đem đi chỗ khác, nên trước khi thoát ly, chị Quyên đã sẵn dò ba mình bốc hải cốt trông về. Bọn mật vụ bám giết chị xem có ai liên lạc. Sau ngày anh mất, chị Quyên theo bà của anh về quê một thời gian cho khuây khỏa. Ở Sài Gòn, chẳng sợ liên lụy bà con cô bác cầu siêu suốt 7 tuần chay cho anh ở chùa Pháp Vân. Đầu năm 1965, tổ chức cho chị thoát ly ra vùng giải phóng. Ngày 25 tháng Chạp, chị mang hương hoa ra viếng anh, tạm biệt để đi xa. Vì mộ anh trên đất thí, 3 năm sau phải di rời, nên chị bàn với gia đình sẽ đưa anh về nghĩa trang Văn Giáp, ngay ngã ba Rồng Ông Tố. Đêm 29, chị bí mật lên đường ra chiến khu. Nghe giọng nam của chị, ai cũng nghĩ chị người Nam. Nhưng không phải vậy. Chị quê gốc ở làng Văn Giáp, xã Bạch Đằng, Thường Tín, Hà Đông. Vì đất chật người Đông mà dân Văn Giáp tứ tán từ những năm đầu thế kỷ 20. Người đi phu Nam Bộ, người phiêu bạt sang Nam Vang. Cứ thế, cha con kéo nhau đi,
họ hàng rủ nhau xuôi, nhà này rủ nhà kia. Đến những năm 50, có nửa làng sống trong Nam. Năm 1937, bố mẹ chị theo bà ngoại sang Nam Vang. Ông hành nghề cắt tóc, còn bà buôn bán nhỏ ở đồn điền Cao Su Trúc và sinh chị năm 1944. Vì ông tham gia phong trào yêu nước, bị quê Giáp mà năm 1956 cả nhà phải quay về Sài Gòn. Dân Văn Giáp tha hương, đùm bọc nhau. Năm 1956, họ mua được mảnh đất gần ngã tư Phú Nhuận, xây ngôi chùa lấy tên Pháp Vân. Cứ ngày 17 tháng Giêng hay rằm tháng 4 là dân Văn Giáp tứ xứ kéo về đây cúng tế, nhờ về quê cha đất tổ. Năm 1960, thấy dân Văn Giáp ở Sài Gòn ngày càng phát triển nên hội tương tế quyết định mua 10 công đất ở dòng ông Tố, nay thuộc quận 2 làm nghĩa trang. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1967, bà anh Trỗi cùng bố mẹ chị và gia đình chuyển anh về nghĩa trang Văn Giáp. Khi làm thủ tục, viên quản lý nghĩa trang Đô Thành sinh nghi, ai cho chuyển mộ Việt Cộng, phải nói là trùng tên và chỉ ít tiền mới xong. Khi về nghĩa trang Văn Giáp, thấy bia đề Nguyễn Văn Trỗi, 26 tuổi, mất ngày 15 tháng 10 năm 1964, thì tên cảnh sát khu vực cũng sinh nghi, cũng phải dở bài trùng và chi mới xong. Hàng ngày, người dân địa phương và bác Nguyễn Văn Năm, quản trang luôn lau dọn, chăm sóc mộ phần anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Ông Năm kể lại, hơn 50 năm trước, khu nghĩa trang này còn là vùng đất hoang vắng, dân cư thừa thớt và chỉ có vài phần mộ được chôn cất. Lúc đó, cha ông là ông Tư cũng có mặt chứng kiến việc cải táng này. Sau khi đắp nấm đất nhỏ, bia mộ của anh Nguyễn Văn Trỗi được ghi sơ sài tên tuổi, ngày mất và để tránh bị mỹ ngụy phát hiện. Cha ông đã giúp bà Quyên trồng thêm bụi cây nhằm che khuất phần mộ. Thời gian sau đó, khu vực gần nghĩa trang xuất hiện nhiều tên lính ngụy. Chúng tỏ ra nghi ngờ, hỏi phía ngôi mộ mang tên Nguyễn Văn Trỗi, giống như người từng bị sư bắn ở Lao Chí Hòa. Nhờ sự khéo léo của ông Tư và một số người địa phương nên dần dần bọn lính không còn để ý đến. Ngôi mộ phát lộ đúng đêm 30 tháng 4 năm 1975, ngày hôm giải phóng Sài Gòn, bộ đội đã tổ chức tưởng niệm anh Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Văn Giáp. Sau ngày Sài Gòn được giải phóng, người dân xã Bình Trưng, huyện Thủ Đức vô cùng ngỡ ngàng khi thấy từng đoàn người xếp hàng dài viếng ngôi mộ chôn ở nghĩa trang Văn Giáp. Lúc bấy giờ, tất cả mới biết ngôi mộ đó là nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người đã được ghi danh vào lịch sử của đất nước. Chưa hết, những ngày sau đó, một lễ tưởng niệm lớn hơn được chuẩn bị với một lễ đài được dựng khang trang bên sông Sài Gòn. Trong ngày lễ, nhiều đoàn xe, nhiều đơn vị, các vị tướng lĩnh cùng các cán bộ cấp cao đã có mặt bên sông Sài Gòn. Ngày 23 tháng 11 năm 1981, bà Phan Thị Quyên cùng người thân đã tiến hành sửa sang lại ngôi mộ của chồng khang trang hơn. Và năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ anh Trỗi 15 tháng 10 hay dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, nhiều đoàn công ty, xí nghiệp, học sinh, sinh viên và nhân dân khắp nơi về đây đến thắp hương viếng mộ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Năm 1982, Hội nghị của Ban chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chọn ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ngày 15 tháng 10 trở thành ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngàn công việc, phải tới năm 1994, Sở Lao động Thương binh Xã hội mới mời gia đình anh lên bàn đón anh về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, ngay bên xa lộ Hà Nội. Chị có lời cảm ơn và đề nghị. Tại pháp trường, anh Trỗi bị địch bắn không chỉ một phát đạn. Khi hy sinh, anh vẫn phải chôn xuống đào lên tới 3 lần. Thực tình gia đình không muốn anh phải đau thêm lần nữa. Đến tận ngày 15 tháng 4 năm 2018, hài cốt của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được cải táng tại nghĩa trang Văn Giáp, quận 2, đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc di rời này thì theo nguyện vọng của gia đình, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Thành đoàn, Bộ Tư lệnh Thành phố và Quận ủy quận 2 cùng tổ chức lễ an táng. Bác Nguyễn Văn Nhung, tộc trưởng phát biểu tại lễ an táng anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: "Gia tộc chúng tôi mất đi một người con quý mến, nhưng đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào chiến thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Tự hào về Nguyễn Văn Trỗi, phát huy truyền thống dân tộc, góp phần viết thêm những trang sử vàng son của đất nước. Đó là công việc của con cháu Nguyễn Văn và của lớp trẻ hôm nay." Khép lại chương trình, thay mặt lời chào tạm biệt, chúng tôi xin trích dẫn những câu thơ của Tố Hữu viết về Nguyễn Văn Trỗi. Có những phút nằm lên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra.